Đúng không? Mình phải có năng lực để vượt qua được cám dỗ. Năng lực để vượt qua được cám dỗ. Năng lực để vượt qua được những áp lực mà nó đang đè lên bạn. Đó là năng lực gì? Trên cái hành trình làm giàu của chúng ta, nó sẽ có rất nhiều sự khó khăn. Này, không cái này thì cái kia. Ngoài khó khăn ra nó còn có cả cám dỗ. Có phải vậy không cả nhà? Làm cho mình đang làm cái này, mình lại muốn làm thêm cả cái kia. Cám dỗ. Giống như anh ấy, anh muốn làm thêm cái cửa hàng chay ấy. Tất nhiên là quyết định là do anh, tôi lấy ví dụ thôi. Đấy là sự cám dỗ đấy. Người ta bảo vì tôi đi Sài Gòn cho nên là tôi nhượng lại cho anh. Bạn biết trong ngành spa, chuẩn bị đẻ con cho nên là sang nhượng lại cơ sở đang làm ăn rất tốt. Chuẩn bị đi Mỹ, chuẩn bị đi Canada cho nên nhượng lại cơ sở đang rất đông khách. Tôi bảo tất cả đều là chém gió. Tiền đấy, không ai bỏ tiền hết. Có phải vậy không cả nhà? Nếu đang rất ngon, đang kiếm được rất nhiều tiền thì không thằng nào mà bỏ hết. Đi Mỹ đúng không? Thì cứ đi đi. Ở nhà nhân viên nó làm, kiếm được tiền nó lại gửi sang cho mình. Thế tội gì mà phải sang nhượng? Bạn hiểu không ạ? Nhưng mình chả biết điều đấy, mình cứ tưởng thật. Xong mình mua lại mới ối trời ơi, chả làm được cái gì hết cả. Đấy, đừng nghe. Đừng nghe các bạn nha. Thằng nào đang thất bại xong bạn nó chém gió, bạn lại thấy nó ngon, nó lừa nó bán cho cũ, thì cuối cùng là chúng ta nguy hiểm. Đúng không? Mình phải có năng lực để vượt qua được cám dỗ. Năng lực để vượt qua được cám dỗ. Năng lực để vượt qua được những áp lực mà nó đang đè lên bạn. Đó là năng lực gì? Năng lực gì các bạn? Một là sự tập. Sự tập. Tập. To hơn sự tập. Đúng rồi. Cái đấy hay đấy. Nhưng mà tôi đang phải tập trung cho cái việc của tôi. Thì tự nhiên bạn không mất cái gì cả. Bạn vẫn cứ tiếp tục làm cái thứ bạn đang làm, tập trung. Bạn biết kinh tế khó khăn, rất nhiều người rủ tôi làm cái này làm cái kia với anh đi. Tôi bảo không, đi đánh gôn không có thời gian để làm. Và vì sao lại vậy? Để tôi chia sẻ với bạn rằng tôi đã từng có thời điểm nhàn quá, không biết làm gì. Thế là đầu tư hết cái này đến cái kia, chứng khoán ném vào đó vài trăm triệu để học, tiền điện tử vài trăm triệu để học, kinh doanh truyền thống mà cơ sở vài trăm tỷ tỷ tỷ, đất góp làm ăn chung tỷ tỷ, đến cuối cùng chả cái gì được. Tôi bảo lúc rảnh mình lắm ý tưởng lắm, và mỗi một phát mình quyết định mình làm là tiền tỷ ra đi. Thôi đi đánh gôn, mỗi ngày mất đôi ba triệu, vài triệu, để mất được 1 tỷ chắc cả năm. Còn cái kia chỉ trong một quyết định, một tích tắc. Rồi có mấy ông bạn mà tôi Nam tư vấn cho anh ấy, anh đang chuẩn bị làm cái này. Anh bạn này của tôi làm vận tải rất nổi tiếng ở khu vực Phú Mỹ. Phú Mỹ nó có cảng Cái Mép ấy. Anh nói là công ty vận tải rất nhiều đầu xe, đầu kéo nhiều lắm, nổi tiếng về lĩnh vực vận tải ở khu vực Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu. Và thời điểm vừa rồi thì kinh tế nó khó mà hàng hóa nhập về khó mà. Thế là việc làm của anh ấy ít đi, công nhân thì nhiều, xe máy móc quá trời, chi phí vận hành quá lớn. Thì anh bảo là anh chuẩn bị làm cái này em xem có được không? Được không? Tôi bảo thế thì anh đã biết gì về nó chưa? Anh đã biết gì về nó chưa? Và anh chưa biết, anh thấy là bạn bè anh làm được lắm. Tôi bảo bạn làm được nhưng mình chưa chắc đã được đâu. Và đôi khi ấy, anh không làm thì không sao, nhưng anh làm một phát
thì anh lại mất cả cả mớ. Bởi vì tiền nhiều thì có bao giờ làm cái gì để kiếm tiền ít không? Có không? Tiền nhiều rồi chỉ làm để kiếm tiền nhiều mà thôi. Thế cho nên bây giờ anh mà bỏ tiền ra anh đầu tư thì lại là phải nhiều tiền, nhiều vốn. Và anh bảo đúng. Cuối năm vừa rồi anh chơi quả đổi tiền Vietlott. Tức là góp tiền cho một đại lý Vietlott đấy. Góp vào đó để nó trả thưởng cho những người mua vé. Nó bảo là anh cứ vứt tiền vào đây, mỗi tháng em sẽ trả cho anh mười mấy phần trăm. Bạn nghe kinh, có cái chỗ nào trả lãi mười mấy phần trăm không? Ngân hàng trả lãi bao nhiêu phần trăm? Mấy bạn gửi tiền ngân hàng đi, mấy phần trăm? Nếu bạn gửi thêm một năm thì bạn sẽ trung bình bạn được khoảng tầm 8 chấm hoặc 7 chấm mấy, đúng không? Bạn gửi 1 tỷ một năm bạn được khoảng tầm 70 triệu, khoảng nhá, khoảng đó. Đây ấy, là bạn gửi 1 tỷ vào đây, mỗi một tháng trả cho 15 triệu, một năm được bao nhiêu? Trăm tám mươi, gấp mấy lần ngân hàng? Gần 3 lần ngân hàng. Có cái gì mà nó kinh được như thế? Có cái gì? Và chả có cái gì hết cả. Nó chỉ là hứa để huy động vốn thôi. Lấy tiền người trước trả cho người sau. Và anh này đầu tiên đưa vào đó 2 tỷ, à, thấy nó trả đều. Rồi bắt đầu đưa vào 4 tỷ, trả vẫn đều. Bởi vì lấy tiền người sau trả cho người trước. Rồi đến đoạn anh đưa vào 8 tỷ, thấy nó trả ngon quá mà. Bây mình phải đưa nhiều tiền thì lãi mỗi một tháng mình biết bao nhiêu các bạn. Tiệt ga luôn. Đến mức 8 tỷ một phát gọi điện, thuê bao. Thuê bao quý khách vừa gọi. Hiện đang không liên lạc được, ôi giời ơi luôn. Bạn thấy không ạ? Chỉ một cái ý tưởng thôi của những người đó, họ sẽ làm những thứ nó rất lớn bởi tiền họ nhiều mà. Và sau cái 8 tỷ đấy, tức là anh đó cũng không có sẵn 8 tỷ đâu các bạn. Có 4 tỷ thôi, 4 tỷ còn lại là đi huy động từ những người khác cũng hứa trả. Thằng này hứa trả 15%, anh này hứa trả 10% để ăn cái 5% chênh. Đến cuối cùng là thằng kia chạy mất hút. Và ông này bắt đầu phải đi xoay tiền để trả cho những người kia, vốn của mình mất rồi. Công việc dòng tiền thì đang chậm lại, đang khó khăn. Thế mới bắt đầu nhờ tôi, anh có con Lexus em bán giúp anh cái. Rồi anh có con Kia Carnivan bán giúp anh cái. Cứ nhờ tôi lại gửi cho mấy ông sale bán xe bán giúp. Nhưng mà anh ấy đòi giá cao quá không bán được. Và ông ấy tự bán để lấy tiền trả trả trả. Đấy tôi bảo anh thấy chưa? Thà anh đừng làm gì hết thì số tiền đấy của anh đánh gôn 5 năm liền không hết. Và không có ai đi đốt nhiều tiền như vậy cho cái hoạt động đánh gôn đâu. Phải vậy không? Đến một lúc nào đó người ta sẽ cân lại cho vừa phải, cho nó là thể thao mà. Chứ còn đấy, đáng nhẽ 5 năm mới hết, đây chỉ có phút mốt là hết rồi. Đó là sự không tập. Không tập. Không tập trung đấy. Và đấy là họ là người có tiền, đang có công việc, đang chạy. Mình thì sao? Công việc chưa đến đâu hết cả, chưa qua giai đoạn bắt đầu. Chưa đầu tư cho nó bài bản, kiến thức mình chưa có nhân công, chưa có nhân viên, chưa có khách hàng, chưa gì hết. Làm một lúc một đống việc. Tôi nói điều đấy có đúng không các bạn? Có đúng không? Người càng nghèo bao nhiêu làm lại càng nhiều bấy nhiêu. Điều này có chuẩn không các bạn? Càng nghèo làm càng nhiều. Và ngược lại là làm càng nhiều thì lại càng càng nghèo. Rồi tôi có một người khác, không quá thân, nhưng chúng tôi biết nhau. Chủ một chuỗi thẩm mỹ viện lớn, mỗi một năm doanh số nhiều nghìn tỷ đồng. Một năm thẩm mỹ viện. Và sau đó anh này anh bắt đầu, anh nghĩ mình giỏi. Mình với bạn kiếm nghìn tỷ, bạn giỏi chưa? Giỏi chưa? Giỏi. Đa ngành. Ngành gì cũng làm. Và cạnh tranh toàn với những tỷ phú của Việt Nam.
Mình có 1.000 tỷ thì lớn, nhưng tỷ phú 1 tỷ bằng 23.000 tỷ. 1 tỷ đô ấy, bằng 23.000 tỷ Việt Nam đồng. Còn đây là có 1.000 tỷ Việt Nam đồng đi cạnh tranh với cái ông có 23.000. Cạnh tranh nổi không? Cạnh tranh nổi không? Không. Mà ông này còn cạnh tranh với nhiều ông có 23.000. Thì kết cục của ông là gì ạ? Chết chóc. Và tất cả những ngành đa ngành là đều suy yếu hết. Mỗi một tháng bạn biết bỏ ra 10 tỷ cho ngành này để chi phí, 15 tỷ cho cái ngành này để chi phí. Bạn có bao nhiêu tiền mà bạn có thể mỗi một tháng bạn bỏ ra vài chục tỷ bạn gánh chi phí như vậy? 1.000 tỷ có hết không? 1.000 tỷ có hết không? Bạn phân tán tư tưởng thì cái công việc kia nó có tốt được như bình thường không? Có tốt được như bình thường không? Không. Lấy đâu ra? Người giàu cũng đổ nợ như vậy. Không tập trung, không có gì cả. Rồi không tập trung thì to hơn, không tập trung thì không. Rồi hai file không tập trung, không có gì cả. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.